Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh học toán online Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh học toán online Thì vui lòng ủng hộ kênh học toán online bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông Các em nhớ là có bấm chuông thì mỗi khi kênh học toán online đăng tải video lên Các em sẽ là những người đầu tiên nhận được những video mới nhất từ kênh học toán online Rồi bây giờ mời em mở sách Ôn luyện và kiểm tra toán lớp 5 tập 1 Tuần 4 Phần 1. Ôn luyện Bài tập số 1 May 4 bộ quần áo đồng phục cho học sinh hết 7 mét vải Hỏi may 12 bộ quần áo như thế hết bao nhiêu mét vải Thì đầu tiên chúng ta tóm tắt nội dung của bài toán May 4 bộ hết 7 mét vải may 12 bộ như thế thì hết bao nhiêu mét vải? Ở đây các em có hai cách giải. Cách thứ nhất là các em tìm tỷ số. Và cách thứ hai là các em rút về đơn vị. Thì đầu tiên chúng ta giải bài toán này theo cách thứ nhất là chúng ta tìm tỷ số. Các em tìm tỷ số tức là các em so sánh 12 bộ nó gấp 4 bộ là bao nhiêu lần 12 bộ quần áo gấp 4 bộ quần áo số lần là em lấy 12 chia cho 4 bằng 3 tức là 12 bộ gấp 4 bộ là 3 lần số bộ gấp lên 3 lần thì số mét vải cần để may thì cũng phải gấp lên 3 lần. Tức là các em lấy 7 7 mét các em gấp lên 3 lần. Như vậy là may 12 bộ quần áo như thế hết số mét vải là các em lấy 7 mét các em gấp lên 3 lần. 7 x 3 bằng 21. Tức là 21 mét. Như vậy chúng ta dễ dàng đáp số là 21 mét. Rồi giải theo cách này Tức là chúng ta giải theo cách là tìm tỷ số Ở đây 12 chia cho 4 bằng 3 Đây là bước tìm tỷ số Số bộ quần áo gấp lên 3 lần Thì số mét vải cần để may cũng phải gấp lên lên 3 lần Em lấy 7 x 3 bằng 21, 21 m Tiếp theo cách 2 là các em giải theo cách là rút về đơn vị Tức là rút về đơn vị một bộ thì may hết bao nhiêu mét vải 12 bộ thì các em gấp 12 lần lên 4 bộ may hết 7 mét vải Như vậy một bộ một bộ so với 4 bộ Tức là số bộ đã giảm đi 4 lần Số bộ giảm đi 4 lần thì số mét vải cần để may cũng phải giảm đi 4 lần. 4 bộ may hết 7 mét vải, 1 bộ sẽ may hết là 7 chia 4, tức là bằng 7 phần 4. May 1 bộ quần áo hết số mét vải là? 4 bộ thì hết 7 mét vải, 1 bộ so với 4 bộ thì số bộ quần áo đã giảm đi 4 lần. Như vậy số mét vải cần để may cũng phải giảm đi 4 lần. Các em lấy 7 chia cho 4. Và các em biểu diễn dưới dạng phân số là 7 phần 4. Bởi vì 7 không chia hết cho 4 cho nên các em phải để ở dạng phân số. Rồi bước này chính là bước rút về đơn vị. 7 chia 4 bằng 7 phần 4. Đây chính là bước rút về đơn vị. Một bộ May hết 7 phần 4 mét vải Như vậy may 12 bộ quần áo như thế Sẽ hết số mét vải là một bộ may hết 7 phần 4 mét Như vậy 12 bộ Các em sẽ lấy 7 phần 4 mét Các em gấp lên 12 lần 12 bộ so với 1 bộ Là số bộ quần áo đã gấp lên 12 lần rồi Số bộ quần áo gấp lên 12 lần thì số mét vải cần để may cũng phải gấp lên 12 lần. Các em lấy 7 phần 4 nhân 12. 12 chia 4 bằng 3. 7 nhân 3 bằng, bằng 21. 21 mét. Như vậy các em có đáp số là 21 mét. Ở đây các em nhận thấy trong hai cách giải thì chúng ta sẽ làm cách 1 nó thuận tiện hơn. Bởi vì sao? Bởi vì cách 2 là các em phải biểu diễn dưới dạng phân số 7 không chia hết cho 4 Các em phải biểu diễn dưới dạng phân số Thì cách 1 Các em thấy là làm cách 1 nó Nó hay hơn Tiếp theo các em sang bài tập số 2 Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng Bác Bích mua 5 kg gạo Hết 75.000 đồng Hỏi bác Ngân Mua 8 kg gạo Loại đó thì phải trả cho người bán là bao nhiêu tiền? A là 15.000 đồng B là 40.000 đồng C là 120.000 đồng Và D là 600.000 đồng Thì đầu tiên chúng ta tóm tắt bài toán 5kg gạo thì mua hết 75.000 đồng như vậy, 8 kg gạo thì mua hết bao nhiêu tiền? Ở đây để biết đáp án nào là đáp án đúng thì chúng ta sẽ giải bài toán này. Ở đây các em giải theo cách rút về đơn vị hay là cách tìm tỷ số. Nếu tìm tỷ số thì các em so sánh xem là 8 kg gạo nó gấp 5 kg gạo là bao nhiêu lần. Các em lấy 8 chia 5. 8 không chia hết cho 5 Xem em lại phải biểu diễn dưới dạng phân số như vậy cách này nó không hay cho lắm do đó chúng ta sẽ giải bài toán theo cách thứ hai là cách rút về đơn vị 5 kg gạo phải trả số tiền là 75.000 đồng như vậy em rút về đơn vị là mua 1 kg gạo là phải trả bao nhiêu tiền giá 1 kg gạo là 1 kg so với 5 kg là khối lượng đã giảm đi 5 lần rồi. Khối lượng giảm đi 5 lần thì số tiền mua nó cũng phải giảm đi 5 lần. Các em lấy 75.000 chia cho 5 thì các em tính được bằng 15.000 đồng. 1 kg giá 15.000 đồng. Như vậy mua 8 kg loại đó phải trả số tiền là các em nhớ nhé loại đó tức là cùng loại. Cùng loại thì giá mỗi kg là là như nhau. Mua 8 kg loại đó phải trả số tiền là 8 kg so với 1 kg là khối lượng nó gấp lên 8 lần. Khối lượng gấp lên 8 lần thì số tiền mua nó cũng phải gấp lên gấp lên 8 lần. Các em lấy 15.000 nhân 8 bằng 120.000 đồng. Đáp án ở đây là 120.000 đồng. Chúng ta có đáp số là 120.000 đồng. 120.000 đồng chính là đáp án C. Kem khoanh tròn và chữ C. Tiếp theo em sang bài tập số 3. Một vòi nước chảy vào bể trong 15 phút. Chảy được 135 lít nước. Hỏi trong 25 phút, vòi nước đó chảy được bao nhiêu lít nước? Thì đầu tiên các em cũng phải tóm tắt được nội dung của bài toán. 15 phút chảy được 135 lít. 25 phút chảy được bao nhiêu lít? Trong bài toán này, các em giải theo cách nào hợp lý hơn? Nếu giải theo cách tìm tỷ số, thì các em phải tìm tỷ số của 25 phút so với 15 phút thì 25 phút nó gấp 15 phút là bao nhiêu lần? Ở đây 25 không chia hết cho 15. Như vậy các em lại phải biểu diễn dưới dạng phân số. Như vậy là trong bài toán này chúng ta sẽ giải theo cách rút về đơn vị thì nó hay hơn. Rút về đơn vị tức là 1 phút thì chảy vào bể được bao nhiêu lít? 15 phút chảy vào bể được 135 lít. Như vậy 1 phút. Trong 1 phút vòi nước chảy được số lít nước là 15 phút chảy được 135 lít. 1 phút mà so với 15 phút thì số phút nó đã giảm đi 15 lần. Số phút giảm đi 15 lần thì số lít nước chảy vào bể cũng phải giảm đi 15 lần. Tức là các em lấy 135 chia cho 15 bằng 9. 9 lít. Như vậy trong 1 phút vòi nước chảy vào bể được 9 lít. Do đó, số lít nước vòi nước đó chảy được trong 25 phút là 1 phút thì chảy được 9 lít. 25 phút thì chảy được bao nhiêu lít? 25 phút so với 1 phút là thời gian nó đã gấp lên 25 lần. Thời gian gấp lên 25 lần thì số lít nước chảy được cũng phải gấp lên 25 lần. Các em lấy 9 nhân với 25 bằng 225 lít. Như vậy chúng ta có đáp số là 225 lít. Tiếp theo em sang bài tập số 4. Đúng ghi D, sai thì ghi là S một đoàn tàu trong 4 giờ đi được 156 km. Vậy trong 7 giờ, đoàn tàu đó đi được là A, 195 km. Đúng hay sai? B là 273 km, đúng hay sai? Đúng thì em ghi là D, sai thì em ghi là S và ô trống. Rồi để biết đáp án nào là đáp án đúng, chúng ta sẽ tóm tắt và giải bài toán này như sau. 4 giờ đi được 156 km. Như vậy trong 7 giờ thì đi được bao nhiêu km? Ở đây chúng ta giải bài toán theo cách nào là hợp lý? Nếu giải bài toán theo cách tìm tỷ số thì các em tìm tỷ số 7 giờ so với 4 giờ thì 7 giờ nó gấp 4 giờ là bao nhiêu lần? Các em lấy 7 chia 4 bằng 7/4. Tức là 7 không chia cho 4 các em lại phải biểu diễn dưới dạng phân số. Cách này giải cũng được nhưng nó không hay cho lắm. Như vậy các em sẽ giải theo cách là rút về đơn vị. 4 giờ thì đi được 156 km. Như vậy trong một giờ, chúng ta rút về đơn vị là một giờ. Trong một giờ đoàn tàu đi được quãng đường là. Một giờ so với 4 giờ, như vậy là thời gian đã giảm đi 4 lần Thời gian giảm đi 4 lần Thì quãng đường đi được Cũng phải giảm đi 4 lần Các em lấy 156 chia cho 4 Bằng 39 km Một giờ đoàn tàu đi được 39 km Như vậy Quãng đường đoàn tàu đó đi được trong 7 giờ là 1 giờ đi được 39 km như vậy 7 giờ đi được bao nhiêu km? 7 giờ so với 1 giờ, tức là thời gian đã gấp lên 7 lần. Thời gian gấp lên 7 lần thì quãng đường đi được cũng phải gấp lên 7 lần. Các em lấy 39 nhân 7 bằng 273 km. 273 km chính là đáp án B. Như vậy B là là đúng còn A là sai. A là sai, B đúng. Rồi tiếp theo mời em sang bài tập số 5. Một tổ thợ may có 12 người nhận may đồng phục học sinh cho một trường tiểu học. Họ dự kiến sẽ hoàn thành công việc trong 25 ngày. Nhưng do trường muốn lấy sản phẩm sớm hơn nên tổ phải nhận thêm 3 thợ may nữa cùng làm. Hỏi họ sẽ hoàn thành công việc đó trong bao nhiêu ngày. Biết mức làm của mỗi người là như nhau. Thì đầu tiên chúng ta tóm tắt nội dung bài toán. 12 người thì hoàn thành công việc trong 25 ngày. Nhận thêm 3 thợ may nữa cùng làm. Thêm 3 người nữa thì là hoàn thành công việc đó trong bao nhiêu ngày? Lúc đầu có 12 người thì hoàn thành công việc trong 25 ngày. Thêm 3 người nữa, tức là lúc này có 12 cộng 3 bằng 15 người. 15 người thì hoàn thành công việc trong bao nhiêu ngày? Ở đây các em lưu ý dạng toán công việc thì nó ngược lại so với các dạng toán ở các bài tập trước. Số người càng đông lên thì số ngày hoàn thành công việc sẽ ít đi. Ở các bài tập trước, ví dụ chúng ta có 2 giờ đi được 80 km. Như vậy 1 giờ tức là thời gian giảm đi 2 lần thì quãng đường đi được cũng phải giảm đi 2 lần. 2 giờ đi được 80 km. 1 giờ thì đi được là 80 chia 2 bằng 40 km. Nhưng dạng toán về công việc thì khác. Nếu số người mà giảm đi 2 lần thì thời gian để hoàn thành công việc nó sẽ tăng lên gấp 2 lần chứ không phải giảm đi. Ở đây 12 người làm trong 25 ngày thì xong. Như vậy các em rút về đơn vị là 1 người thì làm trong bao nhiêu ngày? 1 người so với 12 người là số người giảm đi 12 lần. Số người giảm đi 12 lần thì số ngày để hoàn thành công việc nó không giảm đi 12 lần mà nó phải tăng lên gấp 12 lần. Như vậy thời gian để một người thợ hoàn thành công việc là 12 người thì hoàn thành công việc trong 25 ngày. Một người so với 12 người tức là số người giảm đi 12 lần. Số người giảm đi 12 lần thì số ngày hoàn thành công việc nó không giảm đi 12 lần mà nó phải gấp lên 12 lần. Tức là các em lấy 25 ngày các em gấp lên 12 lần ít người làm thì thời gian để hoàn thành công việc nó phải phải tăng lên thì đấy là điểm khác của dạng toán công việc với các bài toán mà các em vừa giải ở trên rồi 25 x 12 bằng 300 ngày một người hoàn thành công việc với thời gian là 300 ngày thêm 3 thợ may nữa thì số người làm việc sẽ là Lúc đầu có 12 thêm 3 bằng 15 người. Rồi đến đây các em sẽ tính là một người hoàn thành công việc trong thời gian là 300 ngày. 15 người tức là số người tăng lên 15 lần. 15 người so với một người là số người đã tăng lên 15 lần. Số người tăng lên 15 lần thì số ngày hoàn thành công việc nó phải giảm đi 15 lần. Số người tăng lên thì thời gian để làm xong việc nó phải giảm đi. Bởi vì 15 người thì làm nhanh hơn là 1 người mà, đúng không? Thời gian họ sẽ hoàn thành công việc là 15 người làm. 15 người so với 1 người, tỉ số người tăng lên 15 lần. Như vậy thời gian để hoàn thành công việc nó phải giảm đi 15 lần. Lấy 300 chia 15 bằng bằng 20 ngày. Rồi, em thấy chưa 12 người Làm xong mất 25 ngày 15 người Làm xong chỉ mất 20 ngày thôi Số người tăng lên thì thời gian phải giảm đi Như vậy chúng ta có đáp số là 20 ngày Tiếp theo em sang bài tập số 6 Một người rót nước mắm từ một cái thùng Ra các can loại 2 lít thì rót được vừa đủ 36 can. Hỏi nếu rót nước nước mắm trong thùng đó ra các loại can 4 lít thì rót được bao nhiêu can? Đầu tiên chúng ta tóm tắt nội dung bài toán. Loại can 2 lít thì rót được 36 can. Cùng với số nước mắm đó mà loại can 4 lít thì rót được bao nhiêu can? thì ở đây các em hiểu này, chúng ta rót loại can 2 lít thì được 36 can, tức là một can chứa được 2 lít thì chúng ta rót được tất cả là 36 can. Như vậy một can chứa được 4 lít thì chúng ta rót được là tất cả là bao nhiêu can? Nếu can rộng hơn, can lớn hơn, can lớn hơn mà cùng một số cùng số lít nước mắm đó thì chắc chắn là chia được sẽ số can là sẽ ít đi can bé thì cần nhiều can các em hiểu đơn giản là can bé thì cần nhiều can mà can lớn thì chỉ cần cần ít can đi thôi tức là đầu tiên chúng ta sẽ so sánh là 4 lít nó gấp 2 lít là bao nhiêu lần 4 lít gấp 2 lít số lần là 4 chia 2 bằng 2 số lít gấp lên 2 lần thì số can số can loại 4 lít rót được là số can cần để rót thì làm sao? Số lít gấp lên 2 lần thì số can cần để rót phải giảm đi, giảm đi 2 lần. Bởi vì can rộng thì chúng ta cần ít can hơn. Các em lấy 36 chia 2 bằng 18 can. Rồi đáp số là 18 can. Thì cách này Chúng ta giải theo cách là tìm tỉ số. 4 chia 2 bằng 2, đây là bước tìm tỉ số. Rồi ở đây các em có thể giải bài toán này theo cách khác. Loại 2 lít một can thì rót được 36 can. Như vậy loại 4 lít một can thì rót được bao nhiêu can? Muốn biết loại 4 lít một can rót được bao nhiêu can thì chúng ta phải tính được là số lít nước mắm có ở trong thùng là bao nhiêu lít để chúng ta chia. Số nít nước mắm có trong thùng là một can 2 lít thì rót được 36 can. Như vậy số nít nước mắm có trong thùng là Kem lấy 2 lít 1 can. Ở đây có 36 can, kem gấp lên 36 lần. 2 x 36 bằng 72, 72 lít. Trong thùng lúc đầu có 72 lít. Bây giờ kem chia 72 lít này các em chia cho mỗi can là 4 lít Để các em tính xem là chúng ta rót được là bao nhiêu can Số can loại 4 lít rót được là Các em lấy tổng số lít nước mắm có trong thùng là 72 Các em chia đều cho mỗi can là 4 lít 72 chia 4 Bằng 18 Như vậy là chúng ta rót được 18 can Ở đây chúng ta có đáp số là 18 can Tiếp theo em sang bài tập số 7 Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng Mẹ mua gạo đủ cho 6 người trong gia đình Bao gồm ông, bà, bố mẹ và hai con Ông, bà, bố mẹ là 4 này, hai con là 6 này Ăn trong 10 ngày Nhưng thực tế ông bà đi về quê nghỉ dưỡng Lên không ăn bữa nào Hỏi số gạo đó đủ cho những người còn lại Ăn trong bao nhiêu ngày Giả sử mức ăn của mỗi người là như nhau. Mức ăn của mỗi người là như nhau, có nghĩa là trong một bữa nếu người này nếu con ăn được 4 bát thì là bố cũng ăn được 4 bát, mẹ cũng ăn được 4 bát. Đấy gọi là mức ăn của mỗi người như nhau. A là 12 ngày, B là 15 ngày, C là 20 ngày và D là là 30 ngày. Muốn biết đáp án nào đúng thì chúng ta sẽ đi tóm tắt và giải bài toán này. Tóm tắt 6 người ăn hết số gạo mẹ mua là trong 10 ngày. Thực tế bớt đi 2 người do ông bà đi về quê nghỉ dưỡng, bớt đi 2 người. Thì số gạo mẹ mua đó ăn hết trong mấy ngày? 6 người mà bớt đi 2 người là còn 4 người. Tức là các em có thể hiểu là 6 người ăn hết số gạo đó trong 10 ngày. Như vậy 4 người thì ăn hết số gạo đó trong bao nhiêu ngày? Thì ở đây chúng ta sẽ giải bài toán theo theo cách là rút về đơn vị. Tức là các em rút về đơn vị một người ăn hết số gạo đó trong bao nhiêu ngày? Ở đây các em lưu ý là 6 người thì ăn hết số gạo trong 10 ngày. Một người thì sẽ ăn lâu hơn ăn lâu hơn tức là số ngày phải nhiều lên nhiều lên thì chúng ta nhân một người ăn hết số gạo đó trong thời gian là một người so với sáu người là số người giảm đi sáu lần số người giảm đi sáu lần thì số ngày số ngày để ăn phải tăng lên sáu lần các em lấy 10 x 6 bằng 60 ngày. Một người ăn hết số gạo đó trong thời gian là 60 ngày. Số người thực tế ăn hết số gạo là số người thực tế thì các em bớt đi, đi hai người do ông bà đã đi về quê nghỉ dưỡng. Các em lấy 6 trừ 2 bằng 4 người. Rồi đến đây các em sẽ hiểu là một người ăn hết số gạo trong 60 ngày, như vậy 4 người ăn hết số gạo trong bao nhiêu ngày? Số gạo đó đủ cho 4 người ăn trong thời gian là 4 người mà so với 1 người thì là số người tăng lên 4 lần Số người tăng lên 4 lần Số người đông hơn thì ăn hết số gạo đó trong thời gian là thời gian là ít hơn Số người đông hơn thì ăn nhanh hơn Số người tăng lên 4 lần Thì số ngày để ăn hết số gạo đó phải giảm đi 4 lần Em lấy 60 chia 4 bằng 15 ngày. Rồi đáp số là 15 ngày. Các em chọn xem đáp án nào là 15 ngày. 15 ngày chính là đáp án B, các em khoanh tròn vào đáp án B. Tiếp theo các em sang bài tập số 8. Theo dự định, một tổ thợ phải làm trong 15 ngày, mỗi ngày lắp 200 m đường ống thì mới lắp đặt xong đường ống nước ngầm cho tổ dân phố khu e Do cải tiến kỹ thuật lên mỗi ngày Tốp thợ đó lắp được nhiều hơn dự định là 50 mét đường ống. Hỏi, tốp thợ đó làm trong bao nhiêu ngày thì lắp xong đường ống nước ngầm cho tổ dân phố khu E? Thì đầu tiên chúng ta tóm tắt nội dung bài toán. Lúc đầu là dự định là nắp 200 mét một ngày thì 15 ngày làm xong. Do cải tiến kỹ thuật mỗi ngày nắp được thêm 50 mét nữa tức là mỗi ngày nắp được là 200 cộng 50 bằng 250 mét thì làm xong trong bao nhiêu ngày 200 mét một ngày thì 15 ngày xong 250 mét một ngày thì bao nhiêu ngày xong thì ở đây chúng ta sẽ phân tích và giải bài toán này như sau số mét đường ống tốt thợ dự định lắp là Muốn biết bao nhiêu ngày xong thì các em phải phải tính được công việc công việc mà tốt thợ đó làm là nắp bao nhiêu mét đường ống. 200 mét một ngày thì 15 ngày xong. 15 ngày so với một ngày là thời gian gấp lên 15 lần. Thời gian gấp lên 15 lần thì số mét đường ống mà tốt thợ đó nắp được trong 15 ngày nó cũng phải gấp lên 15 lần 200 x 15 Một ngày làm được 200m 15 ngày làm được là 200 x 15 Bằng 3000m Như vậy số mét đường ống tốt thợ dự định lắp là 3000m Rồi các em tính xem là với 3000m đó Mà một ngày lắp được 250m Thì sẽ lắp trong bao nhiêu ngày sau Do cải tiến kỹ thuật nên mỗi ngày tốp thợ lắp được là lúc đầu là 200 m. Về sau là thêm 50 m một ngày nữa thì một ngày lắp được là 200 cộng 50 bằng 250 m. Mỗi ngày lắp được 250 m. Như vậy 3000 m thì lắp trong bao nhiêu ngày? Thời gian thực tế Tốp thợ đó hoàn thành công việc là Các em tính xem là 3000m nó gấp 250m là bao nhiêu lần Các em lấy 3000 chia cho 250 Bằng 12 tức là 12 ngày Rồi như vậy chúng ta có đáp số là 12 ngày Tiếp theo các em sang bài tập số 9 Ở đây bài tập số 9 là bài sao này Ờ, thầy giáo nói rất nhiều lần, các em cứ yên tâm đi. Khi đến với kênh học toán online, thì bài sao, thầy giáo cũng biến nó thành bài dễ. Tất cả các em đều hiểu được, không riêng gì các em học sinh khá giỏi. Bài tập số 9, mẹ mua gà và vịt giống về nuôi, hết tất cả là 338.000 đồng. Tức là tổng số tiền mua gà và vịt, hết 338.000 đồng. Biết rằng 2 phần 7 số tiền mua vịt bằng 1 phần 3 số tiền mua gà. Hỏi mẹ mua mỗi loại gà vịt hết bao nhiêu tiền. Ở đây nó chỉ khó chỗ là 2 phần 7 số tiền mua vịt bằng 1 phần 3 số tiền mua gà. Có nghĩa là như thế nào? Thì ở tuần 3, phần 2 tự kiểm tra bài tập số 5, thầy giáo đã giảng về dạng toán này rồi. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 144 m 3 phần 4 chiều rộng bằng 3 phần 5 chiều dài. Nó cũng giống như là 2 phần 7 số tiền mua vịt bằng 1 phần 3 số tiền mua gà. Rồi các em có thể xem lại video đó trong phần danh sách phát. Thì ở đây thầy giáo sẽ nhắc lại một chút. 2 phần 7 số tiền mua vịt bằng 1 phần 3 số tiền mua gà. Cho chúng ta biết điều gì? từ 2 phần 7 số tiền mua vịt bằng 1 phần 3 số tiền mua gà, các em có thể tìm được tỷ số. Tỷ số tiền mua vịt và tiền mua gà là. Ở đây các em chú ý này. Tỷ số của tiền mua vịt so với tiền mua gà là bao nhiêu? Các em dựa vào đây. Số tiền mua vịt này, số tiền mua gà này. Mua vịt sau đó mới đến mua gà. Nhưng khi lấy số để chia thì các em lấy phân số ngược lại. Số tiền mua vịt sau đó mới đến số tiền mua gà. Nhưng khi lấy phân số để chia thì các em lấy ngược lại. Các em lấy 1 phần 3 chia cho 2 phần 7. Được chưa? Thì các em tìm được tỷ số. Các em nhớ nhé. Tỷ số tiền mua vịt so với tiền mua gà. Mua vịt sau đó đến mua gà. Nhưng khi lấy phân số để chia thì các em lấy ngược lại tức là các em lấy 1 phần 3 chia cho 2 phần 7 bằng 1 phần 3 nhân với 7 phần 2 tức là bằng 7 phần 6 Được chưa tỷ số của số tiền mua vịt so với số tiền mua gà là 7 phần 6 có nghĩa là số tiền mua vịt được biểu diễn bằng 7 phần bằng nhau thì số tiền mua gà sẽ được biểu thị là 6 phần như thế. Mua vịt Số tiền mua vịt là 7 phần, số tiền mua gà là là 6 phần. Mua vịt đến mua gà 7 phần 6. 7 mới đến 6. Như vậy là mua vịt là 7 phần, mua gà là là 6 phần. Tỷ số của tiền mua vịt và tiền mua gà là Như phân tích ở trên, chúng ta lấy 1 phần 3 chia cho 2 phần 7 bằng 7 phần 6. Để cho khỏi nhầm thì các em lưu ý này Tiền mua vịt so với tiền mua gà Tức là tiền mua vịt nói trước Tiền mua gà nói sau 7 phần 6 thì 7 trước 6 sau Như vậy Mua vịt sẽ là 7 phần và mua gà là, là 6 phần Như vậy ta có sơ đồ Số tiền mua vịt được biểu thị là 7 phần bằng nhau Và số tiền mua gà sẽ được biểu diễn là 6 phần như thế Tổng số tiền mua vịt và mua gà là 338.000 đồng. Thì đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỷ. Tìm số tiền mua vịt và số tiền mua gà. Biết tổng số tiền là 338.000 đồng. Tỷ là 7 phần 6. Rồi, đối với dạng toán tổng tỷ thì các em tìm tổng số phần bằng nhau. Hiệu tỷ thì các em tìm hiệu số phần bằng nhau. Ở đây tổng tỷ thì các em tìm tổng số phần bằng nhau. Lấy 7 phần số tiền mua vịt cộng với 6 phần số tiền mua gà bằng 13 phần. Tổng số tiền là 338.000. Tổng số phần là 13 phần. Các em lấy tổng số tiền chia cho tổng số phần để các em tìm ra giá trị của một phần. 338.000 là tổng số tiền chia cho 13 là tổng số phần. Các em tìm được giá trị tương ứng của một phần. Muốn tìm số tiền mua vịt, các em lấy giá trị của một phần nhân với 7, bởi vì số tiền mua vịt chiếm 7 phần. Muốn tìm số tiền mua gà, các em lấy giá trị của một phần nhân với 6. Bởi vì số tiền mua gà chiếm 6 phần. Hoặc là muốn tìm số tiền mua gà, các em lấy tổng số tiền trừ đi số tiền mua vịt mà các em vừa tính được. Rồi như vậy là chúng ta sẽ có tổng số phần bằng nhau là 7 phần số tiền mua mua vịt cộng với 6 phần số tiền mua gà bằng 13 phần. Mẹ mua vịt hết số tiền là lấy tổng số tiền chia cho tổng số phần các em được giá trị 1 phần. Số tiền mua vịt chiếm 7 phần các em nhân với 7 và kết quả là 182.000 đồng. Mẹ mua gà hết số tiền là các em có thể lấy giá trị 1 phần nhân với 6 hoặc là các em lấy tổng số tiền Trừ đi số tiền mua vịt Là 182.000 Bằng 156.000 đồng Rồi như vậy chúng ta có đáp số là Tiền mua vịt là 182.000 đồng Và tiền mua gà là 156.000 đồng Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video và đừng quên ủng hộ kênh học toán online bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông. Các em nhớ là có bấm chuông thì mỗi khi kênh học toán online đăng tải video lên các em sẽ là những người đầu tiên nhận được những video mới nhất từ kênh học toán online và xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp